Hello anh chị, ok. So hôm nay là tổng cộng mình sẽ đi coi là ba căn ha. Căn đầu tiên mà em đang đứng đây là căn 249 Balmoral Place. Căn này đó thì vị trí thì rất là tiện lợi. Nếu mà mình nhìn thẳng qua ngay trước mặt mình là cái đường tên là Guildford Way. Guildford Way là một trong cái con đường chính của Port Moody. Nên đường này thì nó rất là tiện lợi. So, từ cái plaza, từ cái complex của mình đó, mình quẹo trái hoặc là quẹo phải. Nếu mà quẹo trái thì chỗ này cách cái trung tâm của Port Moody thì chỉ có 2 đến 3 phút thôi. Và nếu mà anh chị nhìn xung quanh á thì có rất là nhiều cái building cao, và tại như vậy thì cái tiềm năng của cái complex này và cho tương lai, cho về sau này thì như em đã nói chuyện với anh chị rồi thì nó rất là tốt. Tại mà như vậy thì chủ đầu tư nó sẽ develop ở cái khu vực này. Ok rồi, bây giờ em bước vô cái unit nha, để cho anh chị xem. Bên phải của em đây là visitor parking. Em đếm sơ sơ là có 11 cái. Em không biết ở trong kia còn cái nào hay không, nhưng mà đây là 11 cái parking của visitor. Tại em biết anh chị có hỏi em là nó có nhiều visitor parking hay không. Nếu mà mình nhìn, đây là những cái reserve parking. So mỗi cái unit nó sẽ được assign một cái parking. Tuy là cái unit của mình đang coi là unit 249, và đây 249 của mình là nằm ngay đây đó. Em thì em đang đứng ngay đây, so để mình sẽ đi vô ngay đây là chỗ visitor parking ha. So mình sẽ đi vô unit 249 đây. So anh chị nhìn chung quanh thì đó, nó cái dạng là side by side townhouses mà thấy là giữ gìn cũng rất là sạch sẽ. So, căn này hiện bây giờ là nó đang đang để trống. Nó có vài thứ, vài đồ đạc trong nhà nhưng mà cũng không có nhiều. Trước mặt trước của nhà mình đó thì có đậu được một chiếc xe đây. Đó, đây là cái parking riêng của mình ha. Và em nghĩ là cái này là storage đây, nhưng mà em không có chìa khóa để mở cái đó cho anh chị xem. Và mình bước vô nhà ha, xong mời anh chị vô nhà xem. So mình vừa bước vô nhà, nó có là tất cả là 3 tầng ha. Em sẽ đi bắt đầu từ tầng dưới, gọi là từ khi mà mình bước vô ground level thì mình sẽ bước xuống 2, 4, 6, 7 cái bước thang, rồi sẽ xuống dưới là phòng kitchen. So để em dẫn anh chị xuống đây coi trước. Đó, em thấy là nó cũng sơ, nó cũng đã tạm làm vài thứ, giống như cái tường đây nè, là nó đang là FC concrete or tile ha. Và kitchen counter original đó. Đây là cái island này, nó dính xuống nha, sao mình không có move được. Và appliances là chỉ có tủ lạnh là stainless steel thôi, còn mọi thứ khác thì vẫn nhìn cũng giống original. Nó có cái wine fridge đây, có more cabinet ở đây, còn cái này là counter này là nó là dán ép nha, chứ không phải là marble hay granite gì hết đó. Sau đây nó có để cái tivi, đây là cái beam, wood beam. So bước ra ngoài này, mà cũng có nhiều cabinet space. Em bước ra ngoài này là có một cái không gian ở ngoài backyard của mình. So cái này là exclusive use của mình nha. Cũng có cây cối đồ, và phân nửa của nó là nó cũng có cái hiên này để che, nên cũng có thể mình indoor, outdoor, cái không gian này mình có thể xài, sử dụng thường xuyên hơn, tại vì nó có cover. Đó. So, để em Tony quay một vòng cái kitchen này cho anh chị xem. So, bên trái mình có rất là nhiều cabinet space.
cũng có một cái storage ở đây. Cái này chắc là à, và trong storage này ở dưới này cũng có chỗ để chứa đồ. Cũng nhỏ thôi. Dạ. Ok, bây giờ mình lên tầng thứ nhì nhé. So vừa từ cửa vừa bước vô thì bên phải mình có cái chỗ đựng đựng áo, jacket, đồ. And then có một cái powder room. Trong powder room này là có laundry của mình nha, là washer, dryer, stacker. Và có some storage space. Và có một cái freezer nữa. Yeah, mình có cái một cái sink. And then bước cũng 7 thang bước lên lầu thì là living room của mình. Cái không gian này thì cũng cũng không có rộng gì mấy, nhưng mà nó cũng nó là một tầng riêng biệt của nó. Ceiling cũng cao, em nghĩ ceiling này chắc khoảng 8 feet or maybe more. So mỗi tầng bước lên là khoảng 7 bước thang nha, em đếm sơ qua. So tầng thứ nhì mình là cái bedroom đầu tiên. Bedroom này cũng khá là rộng, cũng được có closet. Và cái bedroom này là facing mặt trước của cái unit mình, so nhìn ra là parking. Và tầng này cũng có một cái full bath với cái bathtub. Dưới sàn của nó là bằng gạch. Còn cái sàn này là, em nghĩ là laminate. Dạ, laminate đúng rồi. Laminate, còn này là cầu thang là bằng thảm nhé. Được, cũng có một chút storage đây. So tầng thứ 3 này là cũng một cái bedroom nữa, và bedroom này là facing phía sau của cái building. So chị thấy cái mà xe nó vừa mới chạy ngang qua, cái đó là đường Guildford đó nha, là một trong cái đường nó là main road. Yeah. So cái backyard của mình là facing Guildford Way. So 7 bước thang lên nữa là cái master bedroom. Phòng này là phòng lớn nhất của unit này. Và có walk-in closet. Yeah, phòng này là easily giường king size, có thể vừa. Và phòng master bedroom này cũng là facing đằng trước của unit luôn. Là facing into the parking, the complex. And that's pretty much it. So bây giờ em sẽ đi xuống lại để cho anh chị khảo sát về the whole entire layout. So mỗi một tầng nó có một cái bedroom và living room và kitchen ở dưới cùng. So em coi xong căn này thì em sẽ chạy ngang sơ qua căn 276 để cho show cái bên ngoài cho anh chị thấy cái vị trí của căn đó, để mình có thể so sánh căn đó với căn này. So em muốn show sơ sơ cho anh chị thấy là cái chung quanh cái khu vực của cái complex này. Đằng trước em đây là cái chỗ mà để rác. Ok. Ngay đằng trước em đây, bên trái, tay trái em là chỗ để rác, recycling, đồ tất cả mọi thứ. Và kế bên đó thì nó có một một chút xíu chỗ playground cho con nít chơi. Ngay đây. Đó. So playground xong, bây giờ mình đi
mình đi ngang qua cái vị trí của căn 376 để cho anh chị xem nha. Rồi nếu được thì là cuối tuần này em sẽ quay lại em show cho anh chị căn đó nữa, để mình có cái sự so sánh. 276, để em coi nó nằm ở đâu. 276 nằm ở đây. Sau cũng từ bên trái, khi mà mình quẹo vô thì căn 249 là bên phải, còn 276 nó nằm bên trái của mình. 276 là đây, căn này đây. Ở ngay cái chiếc xe màu xanh này đây. Sau vị trí hai căn thì nó rất là gần nhau, coi như là cũng tương đương là giống nhau đó. Thì đó, để em nhắc lại nha. So căn này đó, building xây là 1979, là nó là 43 tuổi. Maintenance fee của nó là 367 đồng lẻ 5 cent. Cái diện tích là 1309 square feet. Tổng cộng là 3 phòng ngủ và 2 bathroom. Và tổng cộng trong nguyên cái complex này thì có 88 unit tổng cộng nhé. Ok, so bây giờ tụi em sẽ chạy qua căn kế tiếp, rồi sẽ quay căn đó cho anh chị xem. Ok.